Hey yo, what's up? Chào mừng năm sau anh em đã quay trở lại của MBG trong series bình luận PK lên server. Và đây là MBG đến từ server Taiwan anh em nhé. Chúng ta đang ở trong chế độ Smart Bát môn của server Taiwan. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like và subscribe kênh Double YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cao web luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Double Gaming và Double YouTube anh em nhé. Không để anh em phải chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với series bình luận PK Server ngay sau đây. Đối thủ đầu tiên của chúng ta, anh em đoán là ai? Đó sẽ là ai ai ai? H22, đúng số 2 luôn. Ai ai H22 rồi nhỉ? Ấy là sơ mi các bạn. Nhưng mà tiếp theo Ioli dị, không biết lựa chọn của mình nó có chính xác hay không. Và Zuot 202 UM, hy vọng là Long Ngộ sẽ đối đầu với Terry và An Đéo. Bên kia Miku à? Ui ô, này kèo Miku ấy thì khó chơi rồi. Ơ Long Hổ thật ạ. Long Hổ chơi Miku à? Miku nó có bị sai lầm nữa các bạn, không có tanh thì nghe chừng khó đánh lắm nhỉ. Ê, không có nào được chiêu lại chúa tôi bị thật. Không được chiêu lại còn bị choáng đời con trái thật. Con này nó lại giảm nộ cả hai con này nhỉ, phát này giảm nộ Kate với cả Robert thì đúng đời luôn. May quá giảm nộ. Ây da, lại không chết mới khó đánh như lệ. Không chết mới khó đánh như lệ, con sơ mi tự nhiên không chết quả đấy. Đâm ra thì khó đánh nhé nhỉ. Đâm ra thì khó đánh. Bây giờ chết xong hồi sinh còn khó đánh hơn. Mày quá không hồi sinh nhỉ, hồi sinh không nhỉ. Ôi dồi ôi. Điều này lấy cái gì ra anh thắng đây các bạn. Điều này lấy cái gì ra để thắng đây. Ôi dồi, còn nổ trí nữa thì thôi. Rồi quan trái rồi anh em. Nổ chí nữa thì đời oan trái rồi. Lấy cái gì ra để thắng vậy? Miku nó còn chưa dứt nội tại. Miku nó còn chưa dứt nội tại kìa. Ôi giời, nó lại còn hồi sinh nhỉ. Ôi ôi, nghe nổ chí lắm anh em. À đúng là những cái sự lựa chọn sai lầm ạ. Mấy cái không dùng tuyệt kỹ của Heaven đi. Đang nghĩ là con này nghi thu hồi sinh, con ra siêu thổ này hồi sinh hai con. Nói chung là sai, lẽ quả đấy không nên dùng nộ Heaven đi nhỉ. Tiếc nộ con Heaven đi và cái giá mà trả chúng ta này khá đắt nha các bạn nhé. Rồi, quýt thôi, cơ hội nào nữa. Chả còn cơ hội nào nữa anh em, đúng không? Chả còn cái cơ hội nào nữa rồi. Chả còn cơ hội nào nữa rồi anh em ơi. Cái đấu tiếp theo nào. Mây trỏ. Cheat. Benny 2003. Kula. Đối thủ nghe có vẻ AFK quá nhỉ. Đấy, nhìn cái bài là biết đối thủ là AFK này gọi. Nhìn cái bài có thể đoán được đối thủ là AFK rồi nha.
Nhìn có vẻ thể đoán được đối thủ nó AFK rồi. Lại AFK nữa. Liệu có AFK nữa không đây các bạn? Liệu có AFK nữa hay không đây các bạn? How hot? Init. Melee. Trèo này lấy giáp này các bạn, nhưng khả năng đối thủ lại AFK này các bạn. Khả năng đối thủ lại AFK rồi. Khả năng đối thủ lại AFK rồi, chúng ta lại không kịp chơi rồi. Chúng ta đã không kịp chơi rồi. Không kịp chơi và cùng đến đối thủ tiếp theo nè. Mẹ đánh được một game xong đối thủ AFK hết thế này thì buồn thật sự nha các bạn. Đánh một game xong đối thủ là AFK hết thế này thì buồn thật sự. Ai đây? Đó là Omega Google đến từ server S125. Athena sẽ được lựa chọn. Và tiếp theo mà chúng ta gọi tên đó chính là Kionet. Robot 202 UM. Và lại một nữa là giáp. Cứ mỗi lần chọn giáp đối thủ nó lại quýt mất thì thôi lại hỏng anh em. Cứ mỗi lần chọn giáp đối thủ nó lại quýt mất. Cứ mỗi lần chặn giáp thì đối thủ nó lại quýt mất anh em ạ. Mấy lần này đối thủ nó có quýt hay không? Không biết lần này đối thủ nó có quýt hay không này anh em. Biết lần này đối thủ nó có quýt hay không đây nhỉ? Có mùi lắm anh ạ. Mùi này khả năng 90% nó lại AFK rồi. Khó chịu. À, đối thủ có Athena và Hentai. Đó là hai vị tướng mà các bạn có thể nhìn thấy. Mình có Giáp và Vanet. Đấy là Giáp Vanet đi với bộ đôi Long Hổ nữa các bạn. Nhưng khả năng đối thủ AFK này chắc là chúng ta không kịp chơi. Chắc là không kịp chơi rồi nhỉ. AFK rồi chơi bời gì nữa các bạn. Dồn toàn lực mà đấm nó hơi nhanh gọn đúng không nhỉ. Dồn toàn lực mà đấm nó nhanh gọn này còn còn đến được game khác anh em nhé. Không biết còn một game đấu cuối cùng biết đối thủ nó có cho mình chơi nốt hay không, hay nó cũng lại AFK nốt thì thôi hết hơi luôn. Nó lại AFK nốt thì hết hơi. Lượng sát thương dồn vào con hen thì bao giờ cho chết anh em. Lượng sát thương dồn vào con hen thì còn khướt mới chết rồi. Tuy nhiên nó có ba cái nội tại, một cái phản đòn tích hai tích đủ 20 điểm nó sẽ phản nữa rồi nhỉ. Tích đủ 20 điểm nó còn phản nữa cơ. Nào bây giờ xử lý ông tướng này nào. Tướng này nào, xử lý đại tướng hen tài nha gọi này. Đấy đủ 2 điểm gọi phản nha. Một tình huống đúng chiêu thức sở trường rồi, chiêu thức sở trường của hen này. Đấy nó lại tích lên 3 điểm nội tại. Nó lại tích lên 3 điểm nội tại rồi.
tích lên 3 điểm nội tại rồi. Tự nhiên giáp của mình gồng cứ đít chít cơ mông làm cái gì vậy ta? Mình tưởng là sau tư rồi nó đánh rồi nhỉ? À, nó vẫn còn delay lại tầm khoảng 20 giây nữa anh em nhé, đúng không? À, tung đốt quả thực kỹ này chúng ta quýt làm game mới. À, nó còn một nội tại này còn. Nó còn nửa chiêu thức của nội tại, một nội tại này. Con Vanet thực ra nó mạnh ở cái độc chiêu nhưng mà cũng kỹ cũng mạnh ở độc chiêu nhưng mà không có độc chiêu vậy, hơi si đa. Không có độc chiêu thì hơi si đa nha em nhá. Ok, nó dù AFK thôi chúng ta quit. Được không? Đằng nào thì không quá quan trọng là thắng hay thua. Quan trọng là chúng ta có những cái trận chiến nó tuyệt vời mà thôi. À, cùng đến với game đấu cuối cùng và hy vọng là chúng ta có một cái trận đấu thật sự đúng màng đúng ý nghĩa của nó khi Kula của server S6 với 638 điểm sẽ đối đầu với chúng ta. Zacio ở đây rồi, người chơi pick tướng rất nhanh thì là có tương lai chúng ta sẽ đến một trận chiến này rồi. Bao. Orochi. Single Mai. Init. Hào hát. Closer. Ba con giảm nộ này thì cứng quá nhỉ. Chính xác là mình thiếu đúng con single bên kia thành bốn con giảm nộ. Ramon có giảm nộ nhé các bạn nhé. Closer có giảm nộ, hào hát có giảm nộ. Tất cả mọi thứ chúng ta đều có, thiếu đúng con single rồi chúng ta đủ combo giảm nộ. À, Yori dị nữa, tổng là 5 con giảm nộ tất cả anh em. 5 con ở cái phẩm này đấy nha anh em nhé, còn lên cái phẩm tư chất 15 thì mình không nói. Choáng ta hơi nhiều, ai già vậy mày. Mang tiếng cái ba con giảm nộ mà không có nào có giảm nộ, đúng một đời anh em. Đúng là đời, ba con giảm nộ. Tại sao anh em biết mình không cho Chiru vào? Chiru vào bây giờ vào để phá bút con Nisi các bạn. Tất cả nằm trong tính toán của tôi rồi. Này, Chiru có phá bút nha các bạn nha. Đấy. Anh em này Chiru có phá bút chưa? Chiru thường thì không có phá bút anh em nhé, lên sớm bắc mới có phá. Lên sớm bắc mới có phá bút anh em nhé. Không lên sớm bắc không có phá bút đâu. Khó chịu nhè. Mẹ đấy mày còn giết được con đấy của tao rồi. À, nhìn tao phá bút luôn. À, single giảm độ rồi. Bực nhè. Single ghê ta, một mình nó giảm độ mà nó giảm độ mình liên tục anh em nhé. Một tem nó có mỗi mình nó single giảm độ nhưng mà nó giảm độ mình liên tục từ nãy giờ luôn. Rất láo toét. Thua rồi, anh em lấy dao đánh anh em. Còn Ochi. Không có nào cũng giảm nộ vậy. Bất công đấy nhỉ. Sai rồi. Sai rồi. Đến đây thì sai rồi.
Má nó con single này. Vậy một mình nó mà làm tốt hơn mẹ với ba con giảm nộ của mình ạ. Thật không thể tin được. Không tin nó single nữa kìa. Nó còn làm tốt hơn những gì mà con hao hát này, con Ramon và con Krauser mình làm được các bạn. Thật không thể tin rồi. Không thể tin nổi. Ôi giời ơi. Giờ vẫn còn Mai còn Heaven đi ạ. Ai dạ. Chắc là chiều nhau quá nhỉ. Chắc là chiều nhau quá anh em. Giờ nãy vẫn còn hàng thì thôi quýt rồi. Đấy, một trận đấu đúng nghĩa. Đúng nghĩa nhưng mà những nhân vật của mình, những vị tướng của mình nó phế quá anh em. Không được trải nghiệm tư chất 15 nào, mặc dù xe ở Taiwan anh em biết đấy. Cơ hội chúng ta trải nghiệm tư chất 15 rất nhiều này. Mẹ nó đánh nhau tư chất 15 nên mình không được đánh. Ê, cày. Cày nhỉ. Ra xem bên này nó cập nhật đến 15 nào này các bạn. Mình lướt qua chút đấy các bạn. Vẫn là độc quyền Gato đấy các bạn. Gato vẫn uy tín này, Gato đập hay này. Được mỗi kèo này là hay đấy các bạn nhỉ. Được mỗi kèo này hay rồi. Nào sẽ cùng đến với kèo Giáp Milik và Athena Glack. Kèo này đọc được Athena chết là cũng kinh đấy nha các bạn nhé. Lựa chọn đầu tiên Golit. Lựa chọn thứ hai, kèo này chắc lấy Kyo. Chuẩn không nhỉ. Kèo này thì chắc là Meili rồi. Khá đúng ý các bạn. Ở đây thì Giáp là không thể cãi. Đúng không anh em, ở đây là giáp thì không được cãi rồi. Nói chung là thằng này chọn đúng ý mình thì chiến thắng là điều hiển nhiên này các bạn đúng không? Nó chọn đúng ý mình thì chiến thắng là cái điều hiển nhiên này. Kiểu là những vấn đề là mình chưa hình dung là chiến thắng là kiểu nào. Chắc là anh em mà giết được con Athena chắc là không. Nhưng mà để như này giết vào được Athena chắc là thắng nhờ tướng. Sự để mà bem được Athena chỉ khi được mít lên. Được mít lên thì lại bị con cửa lắc lại counter như thế. À không sợ đâu các bạn. Ai à, có khi nếu để mít lên thì chắc chắn là giết được con Athena. Kèo này mà thanh niên đó mà để mít lên thì xác suất giết được Athena cao lắm. Là xác suất giết được cao lắm anh em. Phải đánh mít lên cơ chứ còn đánh cái này thì khả năng thì vẫn kéo nhau về tương người thôi. Đánh cái này thì vẫn kéo nhau về tương người thôi. Kéo nhau về tương 10 là cái chắc rồi. Đánh như này không kéo nhau về tương 10 thì hơi khí. Đánh này không kéo nhau về tương 10 thì hơi khí nữa nhỉ.
để mythic lên nhỉ? Nó để mythic lên thì có vẻ thứ nó nhẹ nhàng hơn đâu. Em thắng nhiều thứ. Giáp phản lại. Cũng đánh phong cây rất rất chẩu anh ấy, cũng bằng ít tướng mà chất lượng. Mythic nhìn nó vụt lực nhỉ anh em. Cảm giác nó lực. Cảm giác mythic mẹ giơ gậy mỗi lần giơ gậy lên nhìn nó lực vãi cả shit. Mythic mỗi lần giơ gậy lên mắc lực nhỉ anh em. Thế nào vẫn chết kìa các bạn. Thế nào vẫn không chịu nổi nhỉ. Liệu sát thương đến từ mythic cũng như là liệu sát thương phản đến từ giáp nó vẫn lực như kịch sắp đào luôn. Vẫn là FTP gọi tên mythic. Và clip này mình cũng xin phép được kết thúc đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha. Siêu bền và thank you.